À, vâng, để có thể ngăn chặn tội phạm thì rất cần một lực lượng thực thi pháp luật chuyên nghiệp à, Xong thì đôi khi à, chẳng cần cảnh sát hay là hệ thống an ninh phức tạp mà chỉ cần có một con búp bê và một chút may mắn là đủ để có thể đối phó với cả một nhóm đạo trích Câu chuyện hy hữu này vừa xảy ra tại thành phố Turing của nước Anh Sự việc xảy ra khi một nhóm đạo trích tìm cách đột nhập vào cửa hàng bán tranh The Murd Art vào đêm Tuy nhiên thì chúng đã sợ mất vía vì nhìn thấy ở giữa phòng có người ngồi lù lù. Nhóm trộm này đã bỏ chạy tán loạn ngay sau đó. Tuy nhiên thì hóa ra đó lại chỉ là một con búp bê tình dục, trông giống hệt người thật được chủ phòng tranh đặt ở ghế sofa. Con búp bê này có tên là Sheila, được ông chủ phòng tranh mua hồi năm ngoái rồi đặt nó trong cửa hàng và để thu hút thêm nhiều khách qua lại. Ông này tin rằng Sheila chính là mẫu bạn gái hoàn hảo lý tưởng và chính những đặc điểm giống hệt người thật của nó đã giúp ngăn chặn bọn trộm cướp kể từ khi ông này lập một tài khoản facebook cho sella con búp bê bằng silicon này đã trở nên nổi tiếng và nhận được rất nhiều tin nhắn từ người hâm mộ ở châu mỹ châu á và khu vực trung đông